Hi, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Thế Giới Cây Giống chi nhánh các bạn. Hôm nay Thế Giới chi nhánh các bạn có về một lô xoài cát Hòa Lộc. Cây đang phát triển rất là mạnh. Lá dày, xanh bóng. Đặc biệt không sâu ảnh ngoài ngoài. Chiều cao trung bình của cây là khoảng 8 tấc đến 1 mét. Đường kính gốc của cây là khoảng một ngón tay cái. Cây đâm rễ ra khỏi bầu rồi, nên mọi người đem về là có thể trồng liền được ngay. Nếu mọi người có nhu cầu tìm mua hoặc cần tư vấn hỗ trợ, mọi người gọi đến số điện thoại 0824664499 được tư vấn hỗ trợ. Hẹn gặp lại mọi người.